Chào cả nhà nha. Mình xin chào ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê Mang Giang nha. Thì hôm nay đó thì nhà của ông cha má là đám giỗ bà cô. Thì hôm nay thì gia đình mình cũng có mặt đầy đủ nha. Thì gồm có là chị Hai, rồi chị Năm, chị Tư, rồi mấy cháu thì đang làm ở ngoài. Còn ở trước đó thì có anh Hai là anh rể, với có bà Năm. Bà Năm đó thì là em của bà ngoại nha. Với mấy đứa cháu thì đang tới sau mấy người nữa. Thì hôm nay đám giỗ nhà mình thì có thịt heo này mình khè nè, để mình cuốn. Cái này làm có cuốn thịt heo không hả chị Tư? Cuốn thịt heo không ạ. Cái này thì mình cuốn rồi cuốn thịt heo. Xong chưa thôi, đem rau vô thôi. Rồi rau lận cuốn gỏi nè con. Dạ. Đưa nha. Với mình đổ bánh xèo nha. Bánh xèo đó là ông bà ngoại yêu cầu. Tại hồi xưa là ông cố bà cố lúc còn sống đó là thích ăn bánh xèo, cho nên gia đình mình đổ bánh xèo để cúng tưởng nhớ tới ông bà. Rồi thêm cái nữa là đậu hầm hả chị Tư? Hầm. Dụm heo với xương cổ. Dạ, dụm heo hầm ha. Với bông cải với bắp non. Đây. Dạ. Với thịt kho trứng phải không chị? Thịt kho trứng. Dạ. Thì hôm nay đó thì đầu bếp chánh là chị Tư đi chợ. Đi chợ rồi nấu luôn. Mình thì mình chỉ phụ thôi. Ủa tiền nãy hả lên này đi về hả? Đi về lấy cái sạn cho tám mà cũng hai đó rồi. Thì dạ. Bà má có cái sạn một. Nay nó không được quay hả chị? Chưa chưa mới đi. Dạ hả? Giờ mình sẽ tiếp thôi chứ mình không có được ngồi chơi đâu. Cái này mình ướp cái gì vậy chị Tư? Cái này nè. Đó đường, bột ngọt, xíu hạt nêm. Với mà giấm. Ướp giấm phải không? Không, ba. Dạ. Chà. Đi đến mua nước đá mấy đứa này nó. Nước đá con dặn bà Sáu chống gò bây giờ chứ vô lấy hả? Kêu mình gặp mình con lấy được đá giùm Tám đi. Mình cái chỗ tiệm tạp quá gần nhà của Tám con biết không? Chở nhà Tám đi lại mấy bước hỏi Út á. Có Út ngoại đó rồi lấy, mình muốn lấy mấy bẻ thì lấy. Bà Sáu em dặn rồi mà chưa lấy. Không không, bà không có nhà. Bà đi thăm bệnh rồi, cha cứ lấy đi nữa chiều tính tiền. Đi vô lấy đi hỏi Út con á. Đeo đưa qua Tám để sắt để vô trong gỏi cuốn á, rồi đây bằm miếng tỏi ớt rồi cái ớt vô gỏi cuốn cho ngon. Ướp tỏi ớt vô đây luôn phải không? Tám ơi, có thêm nước mặn rồi. Có nước mắm mặn có được vô. Được rồi con. Ê ướp vô, ướp chanh, chọn chanh đi nha Tám, đừng giấm. Đừng chanh hả? Tám ơi, Tám ấy miếng chanh đi, nửa miếng kho, ít kho có gỏi cuốn mà không có lại. Dạ. Vô bấm cho nó tan ngang con bằm bấm mà miếng tỏi ớt thì ngang ngang cái này trước đi rồi không bằm thì cô vớt cái bao nước mắm mặn của chị Tư làm đó đâu cô vớt cái trên đi, vớt tỏi ớt cái trên đi khỏi bằm vậy có bằm không Tám? Khỏi đi con ơi, có cái này sẵn rồi nè. Để vô trong cái chén đó, con đánh chung với dắn mỗi với xanh với đường đó. Đánh cho nó tan đường hả? Cho nó tan mà mình dướng vô mình trộn cho nó. Ủa đổ hai bên luôn hả chị, bánh xèo á. Ai đưa bà Năm xuống à? Em dẫn ra. Có ở trong nhà mà chị Hai cho dạng giúp nha. Không biết bà Năm có súng dài vậy, em không biết nữa mà thấy đi vô nhà em. Có ông chú nào đưa xuống á. Vậy hả? Quay là em gặp bà ngồi sao biết nhà em á. Rồi bà đòi ra đây đám giỗ. Đỏ bánh xèo này chị Tư có đơn mua bún bún thêm không? Ờ, chị có mua cái lượng bún. Bún mà để gỏi gì vô là
chọn mà bác sĩ luôn. Này thiếu hến nè. Bà có hến. Không có hến. Bữa nay không có hến hả? Không. Có lượng á. Gì ăn? Nó công lượng á. Gì ăn không được cái hên hả? Mấy cái chảo sắt của má bỏ hết rồi hả? Nhớ làm đổ bánh xèo chảo sắt chứ ngon dễ sợ luôn, nó ráo nó ngon nó thức rồi giờ đóng tiêu trên này. Em dính này đổ thì nó màu chứ nó không có bằng. Nó không bằng nữa, chị đổ cái chảo sắt cho nó ráo nó ngon. Chắc nó hư rồi chứ. Chảo sắt sau này đâu bể đâu hết rồi bỏ hết bây giờ. Bể đâu hết rồi. Dính không? Dạ, xài tấm dính không? Dính không? Mà nó không có hút bì à. Má còn cái mâm nào nữa không tiếp? Cái mâm hả? Ừ. Em không biết nữa. Như có một cái một hả vậy? Có cái một hả? Bán chi? Tôi để đây nè, tôi lấy bánh xèo mới được, ngoài xa đường quá. Xa quá ha. Xa đường quá, bơ nó gớt. Chỗ này nãy con không để riêng luôn á Liễu. Cái nào ta? Mình cuốn luôn để vô đó nó dính ba cái ấy không? À, dính đèn đèn. Nè chút bỏ vô đĩa. Mua điện điện lên, chắc người ta gói rồi. Về mua hả? Ừ, trên chợ sáng nay chợ. Về này được chị hả? Bám chất rau gì đó, đừng bám cái là chị bự hơn. Rau gì? Rau để ăn bánh xèo á. Nhỏ lắm, nước đổ nó gớt, nó dính tùm lum á. Bự á con. Ăn trước á, càng trước, ăn trước á. Cái bánh tráng nào chị Tư? Tráng thoải mái. Cái bọc là bộ gì à? Chị Hai chị. Bánh thầm. Thấy mấy con mua bánh tráng nhiều lắm, bánh tráng không có mua. Vậy cô bả hết thế vậy? Má ơi, còn bánh tráng không ạ? À? Bánh tráng. Bánh tráng chị Tư mày mua tao ra cái hồi thử sao. Vậy hả? Chạy đi mua rồi, mở tráng bánh tráng không? Đây cái hồi thịt hai đại. Chạy chạy vô chẳng mua bánh tráng luôn rồi. Bà Sáu bỏ khóa cửa rồi. Con chạy xe lên đẩy cái gỗ thôi. Chạy lên bỏ bê đi. Quá lợt không chị? Mấy màu lợt không? Lợt thì chị thì bỏ vô thêm. Ừ. Của chị Hai nha, của chị Hai cái chảo có bự không? Chảo này nó bự, không bự, hay nhỏ vậy? Nó nhỏ cho thêm miếng bự bự, chút miếng nó đây. Bự lên bì thêm. Con để bánh tráng mấy gói hả ta? Ờ đợi bánh tráng. Còn nghe chứ sao mà thấy tình hình bánh trái nữa. Vô sắp sắc rồi. Mềm rồi, thịt mềm dữ lắm rồi. Nè mày ăn cái không? Nè. Không, ăn cái trái nữa mới được. Bỏ đi. Giật qua đây đi thì để tao mở cửa.
kiếm đi. Nước mắm ngon má cái chai nào luôn hả mà Tư? Đấy là chị. Để vô miếng thịt thơ kho riêng rồi. Cậu dạng mắm ngon ngon. Ngon đây hả? Còn cái chai này vậy đó, nó nóng quá. Nóng luôn rồi. Cái mắm chai không? Chai không chai. Không đổ rồi. Má giờ đâu ba đâu có ủ cá nữa đâu, nấu hả mà Tư? Còn nước còn cá hả? Cho nó miếng da đi, cho nó miếng da này đi. Đợi xíu miếng da. Chị Hai cho miếng xu da kìa chị Hai. Da không? Ăn biết rồi còn da gì nữa không? Ngán da chân không? Thì cứ nướng cái thịt cho nó. Sáng ốc chưa cho sáng đói. Gì được nha cô hai. Nướng thịt kìa hay là miếng thịt kìa đó. Nó ăn da thì con úp lại đi. Úp lòng hai luôn đi. Được rồi đó, vàng rồi đó. Lấy da của cô Hai đi con. Lấy da của cô Hai. 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 Nội ơi. Cô Hai ơi. Cô Hai ơi. Vàng này không có lấy của Hai ơi. Lấy chén đi. Chén dĩa gì cho nó đi. Lấy cái nhỏ thôi. Ừ. Con quậy quậy lên. Lại đi cô ơi, băm đen điển người ta nói muốn hết. Ai nói ăn hết mới đem đen điển lên. Mua băm đen điển người ta lên mua thêm bột bột nữa không? Đó, chưa tớt hả? Không mấy mua tét về cào luôn. Đó, mình muốn đi. Cô ngay đặt sổ nữa, giờ tớt đi. Nói gì nào ạ? Bước nhau qua đây, bước nhau qua đây. Ngỡ đâu, đứng ngỡ đây nè. Ngỡ đâu, đứng ngỡ đi. Ủa cái này này, tôi nói bầm bầm đi. Lẹo con lấy đó, con để lên trên nha. Con bầm, con lấy bạc, bạc đi nha. Thấy đúng con không? Nội ăn dễ ăn, nội là nội thấy thường nội ăn cũng lát này nè. Dễ ăn hả? Ừ. Rồi khỏi bạn cũng thôi thôi, chị đừng có bạn sao. Ai biết đâu nội kia tôi mua nó tao. Ông mua vòng vòng của cô cụ đó. Không biết mua gì chứ không mua án gì cho anh. Em tiếp tiếp thì chị xin lỗi nhỏ thượng miếng. Ờ bên đây bưng cái lên đi con. Bà nội nói á là cá lụa với lại thịt đó. Bà cô phải cái hoa quay qua. Ấy tiếp cho mà gỏi cuốn thì để chính giữa, xanh quanh thì chắc chả lụa. Vậy đó hả? Bỏ kè luôn lên thì chị để đi bà bò bồn nữa. Nè chị ra ngoài trước hết luôn đi. Dĩa đồ nguội đặc sắc đó. Đồ nguội đặc sắc của bà nội chọn. Bà nội chọn đó. Ủa gì tao giảng gì rồi. Cá lụa không hả? Cá lụa không hả? Gỏi cuốn bên, gỏi cuốn để chính giữa, trái lụa bán cái sắc vòng 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 vòng. Trái lụa vòng vòng. Già mà còn đẹp đấy không? Cái dĩa của ba đó. Cái đó chưa cặp. Lại đây cho ông nội bà nội. Cái chảo nước còn không? Còn. Lại. Không thấy đường nó ăn viện nó ngồi phức bóng không thấy đường. Trời ơi. Gì? Đồ ăn đâu? Đồ ăn gì? Đồ ăn gì con? Kêu mua đồ ăn không có hả? Mua mấy cái bánh kẹp đó mấy dì cháu chia ra ăn đi rồi đồ ăn gì nữa. Ai biết đâu. Không, mình tự nhiên vậy. Mình tự nhiên vậy có ăn không? Mình tự nhiên, tự nhiên. Quê luôn. Ở quê mình thấy là hiện vậy đó, cái gì phải la lớn lên mới được. Nó nhỏ nó không có nghe. Không mấy thằng này phải dùng bạo lực chứ nó mới chịu. Thì ở quê thì vậy đó, phải la lớn lên mới được. Chắc người quê nó vậy đó. À, giờ anh về mình đổ đi nữa mình cốt sao nó không dính cho nó. Ừ, chị đổ đi sợ mình chắc lên không hết á. Mình sắp ngang đây cho dễ nha mau. Khỏi cuốn. Tại ý mẹ con muốn làm ra gì nè, thôi mình quấn cho nó mau đi biết không? Chứ con kêu sắp lên thì con mắc chở này nè. Ờ, để có dựng hai này rồi chờ lâu quá. Chờ lâu quá đi về vậy? Con đi về không theo á. Thôi lo không? Ông nói nhỏ tôi rồi. Đi hả? Ông có mối, ông đi rồi. Ông đi vô chỗ chơi chút rồi ông về rồi, ông về. Thôi khỏi nói ông cha, khỏi cha trong bao bây giờ đám giỗ này ở bên nội mất tiêu hết trơn rồi. Còn cái ai ít. Anh mất giờ. Tới bị chót mới có tới mệt năm rồi. Bị chót thì chị sống ít đồ mới có lên lễ bà nội á. Lễ hát tư á là biết gặp biết là tiêu đều. Ờ. Mấy chị sống ít đồ đó mới lên chứ chị khi có anh lúc ngủ rồi đó. Thủ có qua đâu, anh ba thẳng trong giò cũng không đi luôn nữa. Ừ, có thấy ai đâu, đâu có thấy ai đâu. Ai trơn. Anh ba thẳng trong giò cũng không có ra luôn.
ba thẳng với chị ba giờ chị ba đó là chị ba đó là chị ba đó là chị ba đó là lấy chót rồi cũng bà nội đó bà nội của 11/4 đó có lễ đó mấy đứa nó hội đồng vậy có lễ đó là đông vui lễ đó là đông mà còn cái lễ này không không nhà ông nội không theo nhà ông nội có cái chai nam ngư nước mắm đồng mà nhặt con múc vô cái chai nam ngư á bây giờ lấy cái chai nam ngư là nước mắm đồng nước mắm nào cũng ngon mà thấy nước mắm ngon không à thấy nam ngư thì nó ngon không rồi bữa là con cái này nè bữa này dạ mẹ đừng có hỏi nó còn nhóc cái nào nó cũng ngon phải hỏi mẹ có nội có nước mắm nam ngư không chứ đừng hỏi nước mắm ngon nào cũng ngon mà cũng ngon hết vậy chai này nè chị thử thịt chưa? Đây đây. Cho bà chọn cái thao tỏi cho bà nếm lá cho bà đi mất tiêu rồi. Không có cái mùi gì hết trơn á. Rồi để nó mới thôi. Được. Nó chọn cái gì không biết nữa. Cái đâu rồi kho đâu rồi lấy ly gì kìa ngoại lấy ly cái ly gì của con Trung nè lấy gì khác lấy gì khác rồi để con uống ly này cho con uống ly này nha cái ly của con Trung luôn đó của mày thôi mày để nghiêng ra cái nữa ai chở nó dốc nước phải mất cần cho mày Ngân ơi con cứ đi lấy cái gỗ đi Ngân nha cần ra con để vô đây con trộn để nó xào lại. Mẹ lấy cái đi con Trúc ở đây đi. Phan để con ấy. Rớt nước cho nó. Mình làm cái gì cũng phải có cái tay hết trơn. Không có cái tay làm cũng được. Để nó ấy là mê làm hơn. Con gắt từ từ ở trên con gắt xuống. Nước nó gõ xuống dưới rồi. Cô hai bà làm gì cho con mượn cái người nhắc nó đi cô hai. Cô hai đang thử cái này. Rồi cho con. Đậu phộng để vô chưa chị? Chưa đậu phộng cam rồi. Hết đi cái nào phộng cam rồi. Miếng gì vậy? Niêm gì cho được không? Thôi chị niêm gì ăn thôi. Niêm vừa thôi. Ăn không? Ăn không? Ăn mắt gà chị. Ăn không? Ăn nơi à? Ăn mắt gà. Đây đây là con. Chị niêm vừa thôi chứ gì? Mời năm. Dạ. Ừ tí xíu thôi. Tôi cho hơi cứng hơi rồi đâu. Được không thấu chị. Hết một trái giữ gì vậy. Được không chị. Chị mình thấy là không chơi chứ không gì đâu chị. Nhà lạc mặn gì không. Có phi kiến vô coi. Có phi kiến bánh xèo thôi được rồi. Xèo hả? Không có nội tại. Tiếng nào bánh xèo không mà thấy nó qua cái kia. Hết luôn đi chị ơi. Hết luôn hả? Hết luôn đi. Tại nó ngon cái gì. Ngon quá, có bông nguyên biển vô ngon quá. Có gì bằng bông nguyên biển, bánh xèo. Nếu mà ăn đó sáng còn lục hai cái chợ, không có một bánh xèo, bông nguyên biển quá ngon luôn. Ôi, không có chế đi. Quá ngon luôn quý vị ơi. Rồi con chọn lên đi lửa. Rồi, nhắc rồi, trả cho mẹ ơi. Thép quá rồi, cái giải nó xèo quá rồi. Nè, nè, nè. Trả có bông nguyên biển cho nhìn thấy hẹn. Thấy hấp dẫn chưa? Gói nguyên gốc luôn lẹo. Dạ. Có cái bịch cục lại. Dạ cục lại. Vừa mà về vừa nguyên cái à, đủ cái ăn à. Chứ không có kéo dài. Rồi dư cái đầu nữa hả? Không, mình cóp đầu cớp vô. Cóp vô, con cóp đầu vô. Ở máy thì cắt ra. Nếu mà chán không cắt ra cắt hơi thấy không có được. Cắt ra là nó bị ấy. Mình gói cục vừa ăn vậy. Không thấy à, mà chúng tôi cũng hay lại chưa mấy vợ qua đây nè lửa trắng rồi rồi tắt lửa rồi đi ngon quá ngon quá
Này con ơi, con đom cái này ra ngoài cho gọn cho nó gọn gàng coi. Hồi nãy mình còn cái này là gì không? Thôi, lắm chán này không ổn rồi. Thôi, cái nồi lao này thôi, còn cái gì luôn rồi. Hết rồi chị. Bỏ vô trong nồi hầm hết rồi. Thôi uống rồi. Có hành tỏ với em coi. À, về con cho nó 5 cái dĩa tròn đó đi gì. Dĩa này thôi. Ừ. Lao cho nãy diện tiện lao cho để vô trong ấy trong trong to một miếng cho nó thơm hạn nào tiền đó vô là bảo đảm xem tiền đã lao rồi hết hả tiền dạ. Mấy dĩa bự nha, mấy dĩa nhỏ rồi chưa nha. Thôi tính nằm lấy dĩa nhỏ nè, dĩa bự nó già thòn nó xấu rồi, để cái bánh nó xấu rồi. Mấy cái gà mày chắc cái ngò không? Lấy ngò vô nữa. Lấy ngò nướng chưa mấy giờ gì hả? Đất đai với bàn thờ thôi. Cũng hay quá. Nói chung cái này bàn thờ mình mấy mặt nội, bàn thờ 2 mặt hay 1 mặt nội? Này để là bác. Đi bàn thờ đi. Diện ơi con gọi nó con lấy tô nhỏ. Nè để bạn trước nè. Thịt kho đi con gắp tiêu luôn. Má vô kho tô nào mà lấy ra thì là rửa không. Đưa đơn diện rửa thôi. Rửa mới được. Để nó còn để nó ra gì á. Còn một bệnh này còn nữa thì để cũng làm hết gì nữa. Một bệnh gì nữa. Có nè, để ra gấp ấy nha. Đây đó mấy rửa lại thôi. Dạ, rửa lại. Rửa lại đi con. Con ngâm vô bao rồi. Thì cũng đã cúng xong hết trơn cả nhà ơi. Bây giờ mình mời cả nhà ăn đám giỗ với gia đình mình nha. Rồi mấy đứa ăn đi. Còn ở trên bàn thì người lớn, cha, má với mấy anh, mấy chị ngồi bàn trên. Còn anh Năm nữa. Ăn cái đó mà. Anh Năm với anh Hai thì chưa về. Ăn cái đó mà. Ăn cái gì? Giá trời bi ghê. Ăn này hả? Cái cuốn á, cái cuốn á. Bánh. Hãy ăn này đúng không? Dạ. Dậu. Ăn đi Minh, Liễu. Ăn đi. Chị em này có tám rồi không? Có làm dấu rồi. Không có dấu. Rồi để mua, em lấy thêm đi. Để lại. Mấy hàng ai kia thôi. Mấy hàng ai kia thôi. Bánh xèo uống nu rồi. Bánh xèo ai cuốn uống dữ rồi. Này chắc ăn hết đó. Ngầm đó. Mẹ con đổ rồi đó. Ừ. Mẹ con đổ rồi con xuống ăn đúng không? Mẹ con gì à? Dạ. Không, mẹ con không có đổ. Mẹ con chỉ ngồi cuốn thôi à, chứ không có đổ. Chị đổ hả? Không, chị không đổ. Ai đổ? Mẹ ai chị đổ. Ai chém chén cái này mợ Tư với cô Hai đổ. Không nhờ. Dạ. Mình lên đi. Con nước không? Ừ. Ủa cái này ra bánh xèo quá hả? Ra bánh xèo, cắm thắt. Ừ. Hai nữa đi thôi. Thôi dọc bài. Mày ăn sang trong đi. Thôi mặt thôi. Cắm chung này luôn. Này ngang nữa không?
Khi nào ăn thì đưa chén cho chị gấp. Con này nữa hả? Ngang ngồi chỉ thôi. Uống là thò ơi. Nô. Dạ. Liễu đồ uống tự nhiên nha, chứ đừng minh nữa nha Minh. Dạ. Dạ, có nước hết rồi nè nội. Nó khám tự kiếm gì. Cái gì không sao đâu đây ơi. Mạnh dữ lắm. Bốn con gà cuốn cho mấy đứa này. Dễ hôm nay quá hào rồi. Xiên ra. Cái lụa này ngon. Cái lụa đắt chứ. Không. Cũng vừa ăn. Nước. Không nước. Để cho nó. Uống nước này ha. Cái cuốn nào uống lâu rồi người ta cuốn nè. Tao biết luôn hả? Người uống cuốn gì mà uống. Nữa. Nay tao hai ba cái số quần. Để cũ còn. Em đến nay đi. Chú lần hôm nay rồi không gì. Điện thoại. Rồi chú áo bỏ vậy cái gì rồi. Nãy còn đưa bà Năm tới lộ không? Tao cỡ mấy có gì chứ mà. Tao nói nhà là không có chỉ gì vậy. Dạ. Yeah. Hình như bà cậu là năm nay là 100 mấy rồi phải không ta? 100 mấy vậy? 100 mấy tuổi rồi. Thấy không? Vì đắp cho. À, buổi tiệc đám giỗ của mình đến đây đã hết cả nhà ơi. Thì mình cũng chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị nha và tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi nha. Mình xin chào và hẹn video lần tới nha. Bye bye.